Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hành trình đốt lò vĩ đại của một trí tuệ lớn. Nghe tin người đã ra đi, trời như tắt nắng, mây thì ngừng trôi. Người về với Bác Hồ rồi, nghẹn ngào hụt hẫng, lệ rơi nhạt nhòa. Một trái tim lớn đã ngừng đập, một nhà lãnh đạo bình dị, một đời vì nước, vì dân, đã dừng lại hành trình 80 năm tuổi đời, 50 năm tuổi đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức, bản lĩnh và trí tuệ cách mạng của người chiến sĩ Cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, nhà lý luận xuất sắc của đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng, ngọn cờ chống tham nhũng do đảng phát động và người cầm lái vững vàng đã đặt quyết tâm chính trị cao nhất cho cuộc chiến sinh tử, bảo vệ chế độ, giữ vững niềm tin trong nhân dân chưa bao giờ ngừng cháy. Vậy sinh thời, cuộc đời sự nghiệp, di sản Bác Trọng đã cống hiến cho Tổ quốc như thế nào? Hãy cùng D2T tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông, nhưng với ý chí vươn lên, học hỏi không ngừng nghỉ, đồng chí đã trở thành một vị giáo sư, tiến sĩ chính trị học mang khả năng lý luận sâu sắc và nguồn tri thức vốn có của mình phục vụ cho đảng, nhà nước và nhân dân hết mình. Bác Trọng cũng là một nhà lãnh đạo, một chính khách nổi tiếng không những ở trong nước, là nhà lãnh đạo của đảng, của nhân dân mà còn được quốc tế biết đến và kính trọng. Chiều 18 tháng 7, Đảng, Nhà nước đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng huân chương sao vàng tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận công lao, đóng góp, thành tích của Tổng bí thư với đất nước, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của Bác trong quá trình đấu tranh cách mạng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sinh thời, Bác Trọng luôn thể hiện rõ phẩm chất, cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư, theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người luôn kiên định quan điểm, tư tưởng của Hồ Chủ tịch. Ngay cả khi đã đảm nhận những chức vụ lãnh đạo quan trọng của đất nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ vẹn nguyên đức tính giản dị và khiêm nhường, chỉ sử dụng một chiếc xe công vụ trong hơn 20 năm. Ở mặt trận văn hóa của Đảng, chú trọng văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Nhà văn hóa Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận văn hóa của Đảng đã dành nhiều tâm huyết xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng của tinh thần xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Về mặt trận quân sự, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đạt nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng công an, lực lượng quân đội đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, thực sự là thanh kiếm và lá chắn, hai cánh của một con chim bảo vệ, gìn giữ hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Với nhãn quan chính trị sâu sắc và tầm tư duy chiến lược, Bác Nguyễn Phú Trọng đã cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng phát triển tư duy đối ngoại Việt Nam, tổng kết thực tiễn và hình thành nghệ thuật ngoại giao cây tre, xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam, tạo những bước ngoặt có tính lịch sử, thay đổi về chất trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác lớn. Chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay, và cũng chưa bao giờ Việt Nam lại hòa nhập sâu rộng như hiện nay vào nền kinh tế thế giới, nền chính trị quốc tế và nền văn minh nhân loại. 10 năm qua, kể từ khi chuyển đổi mô hình Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ chính phủ do Thủ tướng đứng đầu sang mô hình Ban chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng bí thư đứng đầu, nhân dân đã thấy một diện mạo mới trong công cuộc làm trong sạch đảng, trong sạch đội ngũ. Đó là lý do vì sao nhân dân Việt Nam lại yêu quý Bác như vậy. Khắp các trang mạng xã hội những ngày quốc tang, ắt hẳn nhiều người già trẻ, gái trai đều chia sẻ những niềm tiếc thương Bác. Có lẽ kể cả những người không hiểu về chính trị cũng đều cảm nhận được sự thay đổi của đất nước mang dấu ấn lớn của Bác Trọng như thế nào. Chưa bao giờ, kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta lại phải chứng kiến một thời kỳ nở rộ, quan tham như lúc này. Giữa những băn khoăn đó đã có câu trả lời, ngọn cờ chống tham nhũng do đảng phát động và người cầm lái vững vàng đã đặt quyết tâm chính trị cao nhất trong cuộc chiến sinh tử để bảo vệ chế độ, giữ vững niềm tin trong nhân dân. Ở thời Bác Nguyễn Phú Trọng, những kẻ thái hóa, biến chất, bất kể ai, kể cả ủy viên Bộ Chính trị đương chức, kể cả sai phạm đã sai phạm từ lâu, bất kể ngành nghề công tác hay trình độ học vấn,
cứ đi ngược lại với lời thề trước đảng, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, lo vun vén cho bản thân và nhóm lợi ích, làm thất thoát tiền của nhà nước, đều bị xử tử theo tinh thần. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, củi khô, củi vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên. Một phát biểu đanh thép của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang đến hình ảnh rõ ràng nhất về sự quyết tâm diệt giặc nội xâm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân trông đợi và ủng hộ công cuộc đốt lò dù muôn vàn khó khăn, thử thách. Bây giờ không làm thì bao giờ làm? Chỉ có như vậy đất nước mới phát triển bền vững. Ở góc nhìn của bạn bè quốc tế, Phó Chủ tịch Đảng Cách mạng Tanzania Abdurrahman Omar Kinana cho rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật cả ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Đã có nhiều sáng kiến mang thành tích đột phá trong công tác xây dựng đảng, góp phần củng cố một Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của người dân. Xuyên suốt trong tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhân dân, là con người, là hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân, xây dựng con người, lấy nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới. Thật vậy, từ khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, đất nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về kinh tế, xã hội và chính trị trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp, có những biến đổi khó lường. Đây là công lao của toàn đảng, toàn dân và có đóng góp rất lớn của người đứng đầu. Và tháng 6 vừa rồi, trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, Tổng Bí thư vẫn tận tâm, tận hiến vì Tổ quốc, vì đảng, vì nhân dân, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta làm nên. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhân dân Việt Nam sẽ nhớ mãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm tư duy chiến lược, luôn trăn trở, lo toan cho dân, cho nước, nhưng cũng giản dị, gần gũi và giàu lòng nhân ái. Bác Trọng xứng đáng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tổng chỉ huy trong cuộc chiến chống giặc nội xâm, nhà lãnh đạo của nhân dân được mọi tầng lớp nhân dân trân quý. Và những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại sẽ còn mãi với thời gian, còn mãi trong trái tim đồng bào và được xem là kim chỉ nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp. Có một điều đặc biệt là người dân một số nước trên thế giới vô cùng bất ngờ về tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho các lãnh tụ của mình, vì bên họ rất không thích các lãnh đạo cấp cao nhà nước. Họ nói rằng các vị ấy không thực sự lo lắng cho đời sống của họ cũng như sự ổn định của quốc gia. Soi chiếu lại Việt Nam mới thấy, dù 9 người, 10 ý, nhưng luôn có các nhà lãnh đạo thực sự tận tụy từng giây, từng phút và nhận được sự ủng hộ của nhân dân cả nước. Rất biết ơn sự cống hiến của họ. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa, ân hận với những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ, tiền bạc lắm làm gì. Chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương. Nếu là chim, hãy là chim bổ câu trắng. Nếu là đá, hãy là đá kim cương. Nếu là người, hãy là người cộng sản. Tạm biệt bác, một người Việt Nam yêu nước và đặc biệt, người dám làm và làm được những việc hiếm người nào làm được. Còn bạn, bạn nghĩ sao về cuộc đời và sự nghiệp của bác Trọng? Mau đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được những thông báo video mới nhất từ chúng tôi nhé!